hôn miếng đất này năm 2017, em có cơ hội về đây. Và em cảm ơn nữa là cảm ơn hàng xóm ở đây cũng đã giúp đỡ em rất là nhiều. Cảm ơn anh chị ở trên khách hàng, trên Sài Gòn cũng như Đồng Nai là đã không quản xa xôi về đây chung vui với em. Cảm ơn những người bạn là đã giúp em trong buổi tiệc hôm nay là hoàn thành. Bởi vì nếu mà một mình em làm thì em sẽ không làm nổi. Em đã được rất là nhiều bạn, nhiều anh chị về đây giúp đỡ em mà em còn Oh, oh, oh.